chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, cấp tiểu học sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và dạy sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 2 và lớp 6. Hiện nay, công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực bảo đảm thực hiện có hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới đã cơ bản được các trường hoàn tất. Năm học 2021-2022, tỉnh Hưng Yên lựa chọn 2 trong số 3 bộ sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, với trên 3.000 giáo viên sẽ tham gia giảng dạy chương trình sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Việc triển khai tập huấn sách đã được các nhà trường thực hiện từ sớm. Nhà trường cũng đã chuẩn bị rất là tốt, các cái đợt tập huấn đều cử giáo viên tham gia đầy đủ, trong đó có 3 mô đun bồi dưỡng trực tuyến. Sau khi bồi dưỡng trực tuyến rồi, tổ và ban giám hiệu nhà trường lại bố trí họp chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn để hiểu rõ hơn về nội dung của các mô đun bồi dưỡng. Có đồng chí giáo viên thì làm giáo viên, một số đồng chí là đóng giả là học sinh đấy, để mà giảng để xem được là như thế thì đã được chưa, có cái gì mà phải bổ sung với nhau không thì là có bổ sung. Bên cạnh sự chủ động của mỗi giáo viên, các nhà trường cũng tăng cường hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học để giáo viên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, tiếp cận nhanh, hiệu quả với chương trình và sách giáo khoa mới. Nhà trường cũng đang tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác giảng dạy sách giáo khoa mới. Các cái thiết bị dạy học đối với các môn học thì nhà trường cũng rà soát bổ sung đầy đủ. Thì nhà trường đã tham mưu với cấp lãnh đạo, đặc biệt là địa phương, xây dựng thêm các cái phòng bộ môn, phòng học bộ môn để cho phục vụ cho các cái môn như lý, hóa, sinh, công nghệ vân vân. Năm học 2021-2022, tỉnh Hưng Yên có gần 25.000 học sinh lớp 2 thuộc 168 trường và trên 20.000 học sinh ở lớp 6 và 170 trường sẽ học sách giáo khoa mới. Rút kinh nghiệm triển khai sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 1 từ năm học trước, nên việc chuẩn bị đưa sách giáo khoa mới với học sinh lớp 2 và lớp 6 năm nay được thực hiện một cách bài bản hơn. Từ khi triển khai chương trình giáo dục 2018 thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều đợt. Đối với Hưng Yên, ngay năm ngoái lớp 1 thì rất là phù hợp. Và năm nay thì đối với lớp 6 thì và lớp 2 thì giáo viên rất là yên tâm. Hưng Yên là một trong tỉnh mà làm cái này rất là kỹ từ trước cái này theo đúng tinh thần của bộ. Với sự chủ động tích cực của ngành giáo dục, hy vọng trong những năm học tiếp theo, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai đúng theo lộ trình, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, các trường cao đẳng đại học đang đẩy mạnh hình thức tuyển sinh trực tuyến thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Đây là cách làm được đánh giá phù hợp với bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ghi nhận tại Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh. Năm học 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các hình thức tuyển sinh online đã được Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh triển khai từ sớm. Kết quả số lượng thí sinh được tuyển theo hình thức online chiếm khoảng 40% trong tổng số thí sinh được tuyển của nhà trường. Năm ngoái thì em cũng nộp hồ sơ qua trực tuyến và em cảm thấy là hình thức tuyển sinh online ở trường rất là thuận lợi cho thí sinh cũng như bản thân em. Trong mùa tuyển sinh năm 2021, song song với hình thức xuống trực tiếp các trường để tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh, Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh đã tăng cường thêm hình thức tuyển sinh trực tuyến. Nhà trường đã tổ chức tư vấn tuyển sinh qua fanpage, Zalo, số điện thoại hotline để tư vấn kịp thời, hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh. Bên cạnh đó, nhà trường đã lập cổng thông tin tuyển sinh riêng, công bố đầy đủ thông tin và hỗ trợ kịp thời, nhanh nhất cho thí sinh. Cùng với đó, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh cũng đã tổ chức nhập học trực tuyến cho thí sinh. Đến nay, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã tuyển sinh được trên 400 chỉ tiêu và nhà trường đang tích cực xét duyệt hồ sơ để đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng tuyển sinh theo kế hoạch. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.